thương hiệu của những hợp tác xã, từ những cái thương hiệu của người nông dân, nó hình thành một cái thương hiệu. Tôi nói lại, thương hiệu nó khác nhãn hiệu. Có nhiều khi mất 5 năm hay 10 năm cái hình thành được một cái cảm xúc của người tiêu dùng để người ta ấn tượng tới một cái nông sản nào đó thì người ta mất rất nhiều thời gian. Do đó cái tư duy chúng ta là phải tư duy cùng ngồi lại để mà xây dựng cho cái thương hiệu nông sản cho từng một cái loại ngành hàng nông sản, nhưng mà bắt đầu bằng cái hệ sinh thái ngành hàng chứ không phải là bắt đầu bằng từ Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, bởi vì đây là câu chuyện chúng ta không áp đặt, chúng ta tự dưng chúng ta ra một câu slogan hay gì đó chúng ta nói là thương hiệu chúng tôi thế nào. Người ta sẽ kiểm tra qua những cái nhận dạng mà nó vô hình. Cái câu chuyện được mùa mất giá. Được mùa mất giá là cái câu chuyện mà như tôi hay dùng từ là cái là từ lời nguyền. Cung cầu, khi cung vượt cầu được mùa thì giá xuống. Đó là một quy luật kinh tế. Vấn đề chúng ta khống chế được quy luật kinh tế nó bằng hai mấy cái cách thôi. Một là khi mà nó đã dư thừa thì chúng ta biết tồn trữ, biết trữ lại và biết chế biến để nó giảm cái lượng đưa ra thị trường. Thứ hai nữa là chúng ta chuẩn hóa cái nông sản chúng ta để đáp ứng thị trường, để nó thị trường đi thông suốt, để nó giảm một cái áp lực. Tôi muốn nói rằng cái tiêu chuẩn và cái quy chuẩn là cái trong thời gian vừa qua Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn nhận một cái khuyết điểm rằng chúng ta còn dễ dãi trong cái điều hành để mà chuẩn hóa mặt hàng nông sản. Bởi vì như tôi nói, chúng ta chưa lại tổ chức lại sản xuất thì chúng ta sẽ chưa thành công. Chúng ta đối mặt với những cái rủi ro khi mà không đồng nhất được một cái nguyên liệu của một nông sản. Không đồng nhất nguyên liệu thì không thể nào xây dựng được thương hiệu. Và như vậy thì cái câu chuyện được mùa mất giá là tôi nói lại là chúng ta phải tổ chức lại sản xuất, chính quy hóa ngành hàng, thông tin minh bạch số lượng mùa vụ cho từng loại nông sản và phân bổ trong từng loại thị trường xuất khẩu, thị trường nội địa, thị trường của xuất khẩu thì nó lại thị trường Mỹ khác thị trường EU, khác thị trường Trung Quốc, vân vân. Do đó thì Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng nhận trách nhiệm với Thủ tướng Chính phủ là sẽ sớm để mà cùng với các cơ quan thương vụ chúng ta ở nước ngoài chúng ta làm việc này. Về ngành hàng thanh long của đại biểu Long An thì tôi lại cũng nói lại một lần nữa, nó cũng giống như ở trên. Chúng ta gần 70.000 hộ trồng thanh long ở ba tỉnh Bình Thuận, Long An, Tiền Giang. 70.000 hộ trồng thanh long. Khoảng 1/10 trong đó, 1/20 trong đó là vô hợp tác xã. Còn bao nhiêu bà con là sản xuất ở bên ngoài. Thấy người ta làm thì làm theo. Quy trình không chuẩn, không đạt chuẩn. Mùa vụ không đạt chuẩn. Sự cạnh tranh riêng với nhau giữa những người nông dân với nhau, giữa hợp tác xã này với hợp tác xã khác, giữa nhà vựa này với nhà vựa khác, nó tạo ra một sự bất ổn để mà chúng ta có được một cái danh chánh ngôn thuận, một cái nguồn nguyên liệu nó ổn định. Thật ra tôi nghĩ rằng giá phân, giá thuốc như tôi đã trình bày ở trên, bà con vẫn đâu đó, vẫn có hàng ngày, vẫn cố gắng thoát ra để tự giải quyết cho mình. Và Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng đã giao cho các cái viện nghiên cứu để làm sao chuẩn hóa lại cái quy trình sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt để làm sao chúng ta tiết giảm được cái chi phí đầu vào. Cái câu khẩu hiệu của tôi đi làm việc các cơ quan nước ngoài, người ta đang tiến tới một nền nông nghiệp với một cái phương châm ít hơn để được nhiều hơn. Tức là tiết giảm đầu vào nhiều ít hơn, giảm tối thiểu hóa chi phí nhưng tối đa hóa lợi nhuận. Đó là cái bằng cái khoa học công nghệ, bằng cái nông nghiệp hữu cơ giống như các đại biểu nói. Tôi xin